Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Đây đầu máy 15 con, báo giá cho bà con đầu máy 15 con. Vâng, máy em báo trên từng cây máy, từng mặt hàng là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, ba phát cước, giày đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Vâng, hôm nay nổ máy đến từ rất nhiều thương hiệu nha, như Robin, Echo Kyrit, Maruyama, Mitsubishi, Honda. Đó, rất nhiều thương hiệu nha, toàn những thương hiệu nổi tiếng của hàng Nhật bãi. Phân khúc CC thì từ 20cc cho tới 33cc. Và hôm nay máy lớn cũng nhiều nha, Honda có mặt, MG31 này, Mitsubishi TB này, T đời, TL đều có hết nha các bác. Bây giờ sẽ điểm sơ sơ từng con một trước để các bác lựa chọn. Vâng, hôm nay Honda 4 thì đại diện hai em nha. Một con đến từ thương hiệu Honda GX31, Honda GX25. Vâng, hai con máy lớn dòng 2 thì tùm lớn, bố lớn, có Mitsubishi TB33, TL33 và Mitsubishi TL26, TL23 đều có hết nha các bác. Một con đời cao nhất của dòng Mitsubishi, Mitsubishi TBE 27cc, Mitsubishi TL23, Maruyama phân khúc 26cc, trục giật trợ lực 23cc, tum rơi. Một con công suất cỡ nhỏ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL20 và một con hàng hệ đến từ thương hiệu Echo Kyrit nha, Echo 255 25cc, một con 23cc và một con đến từ thương hiệu Robin 20cc nha các bác. Và trước khi review từng con một, như mọi khi sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha như thế nào. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng nha. Đó, đây có nút bơm xăng này. Đó, các bác cứ bấm nó căng ra và cái vòi xả nó ra rồi ạ. Rồi, đồng thời lúc này các bác tùy theo từng cái le nha. Cái le đỏ tự động ấy ạ, các bác gạt lên như thế này. Khi nào nổ ga lên tự khắc nó bật lại, đó là le đỏ tự động nha. Những con máy nào em nói le đỏ tự động thì làm thao tác như vậy. Những cái dòng le ở bên tay trái này không phải là dòng le tự động này, bắt đầu khởi động, nhấc lên. Rồi nổ rồi thả xuống. Một số dòng le nó ở bên tay trái như con này duy nhất có con này này. Bắt đầu khởi động này, nằm ngược lại nha, thả xuống. Rồi nổ rồi nhấc lên. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng, mình làm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ rồi ạ, các bác không cần phải bơm xăng, không cần đóng le nữa, nhẹ cái nó nổ thôi nha các bác. Vâng, và khi các bác chọn máy, các bác lưu ý cái mã số của từng nô máy nha. Ngày nào em cũng nên sóng hết, phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Và cái nô ngày mùng 2 tháng 1 ngày hôm nay, nô mã của nó là mã chữ G nha các bác, chữ G. G, và em sẽ đánh số thứ tự từ G1 đến G15. Bác nào chốt con nào chọn con nào ạ, nhớ mã số. Kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo. Đó, cho một tin nhắn thôi, ví dụ thích con G1 này chẳng hạn, cho một tin nhắn chốt G1. Lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa. Rồi chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận. Đó, hình thức như vậy rất đơn giản nha các bác. Và giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Robin, con số G1 ngày hôm nay. Một con phân khúc 20cc, công suất cỡ nhỏ nha, lòng 31 ly. Với con này 20cc và lòng của nó là 31 ly. Để bác nào thích một con máy công suất cỡ nhỏ ấy, nhẹ nhàng nhất nha. Đây là một trong những con máy Nhật bãi nhẹ nhàng nhất nha, nhẹ nhất đấy ạ. Đó, đến từ thương hiệu Robin, con số G1. Vâng, con này đang sử dụng tôm niên, tay ga giữ, đầu bò chấn cò rin cho các bác. Vâng, giá chỉ có 1.050.000 đồng G1 ngày hôm nay, Robin 20cc lòng 31 đi ạ. Vâng, G2 và G3, các bác phát chuyên nghiệp phân khúc cỡ trung bình, các bác có thể chọn G2 và G3 nha, đều đến từ thương hiệu Echo Kyrit. Vâng, G2 là một con Echo Kyrit, phiên bản Echo Kyrit này cũng có trục giật trợ lực nha, đời nó cao, đời cao, trục giật trợ lực bằng đồ so. Đặc biệt hơn, phiên bản này sử dụng chế ga ngang, chế Wamoro, chế 2 kim nha. Nó dòng chế của những cái đời này, nó y như dòng chế của những cái dòng Mitsubishi TL ấy ạ. Đó, có một số anh em thợ gọi là chế TL đấy ạ. Vâng, con này đã sử dụng bố tum liên, tay ghi đồng 1, ga đây nha, công tắc đây.
Tất cả thì nguyên bản hết cho các bác. Vâng, giá chỉ có 1.400.000 đồng cho con số G2 Echocurit phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. G2 1.400.000 đồng, giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo. Vâng, đấy, G3 là dân thợ chúng em ấy gọi con này là con hàng hệ nha, nó có hệ của Echocurit. Vâng, để mà yếu tố chất lượng ấy ạ, yếu tố bền bỉ gọi là châu bò ấy ạ, ở cái phân khúc cỡ trung bình, những con này là con đầu bảng nha các bác. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echocurit nữa, với phiên bản chế bơm xăng tự động, chế ga đứng, chế quả ga nha. Tum rơi, tum nhôm. Cái dòng tum của Echo ấy ạ, là chỉ có Echo ráp vừa với Echo thôi nha các bác. Các bác lưu ý, ở những cái dòng như Mitsubishi hay Maruyama, nó mới là chạy bố côn 260, tum côn của nó thông dụng. Con này côn của nó cũng là côn 260 nha, nhưng mà cái tum nó khác một chút. Đó. Vâng, với tình trạng của con này thì đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rin. Vâng, một con Echocurit 255 25cc lòng 33 ly, có giá là 1.600.000 đồng, con số G3 ngày hôm nay nha các bác. Vâng, để ở cái túi tiền 1.600.000 lòng 33 ly phân khúc 25cc, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha. Tiếng máy của em nói nha, cái độ những cái dòng Echo đời này, tua của nó rất cực kỳ nhanh luôn, đồ đạc hay tháo dễ nha các bác. Vâng, với những dòng Echo 255 này, nó dùng chung nòng với những con Echo 251, 253, 255, 256 là xài chung bộ phận nòng bài piston nha các bác. G3 1.600.000 đồng. Vâng các bác, con G4 giới thiệu các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi, để mà ở cái phân khúc cỡ nhỏ, chất lượng, đeo nhẹ nhàng, tính ổn định, hay là nói chung từ A tới Z, ông vua của con phân khúc cỡ nhỏ là con G4 nha các bác. Mitsubishi TL20 phân khúc cỡ nhỏ 20cc lòng 30 ly. Với phiên bản này thì đang sử dụng chế quang mô đồ, chế ga ngang, chế một kim tum liền, tình trạng liền nguyên bản hết cho các bác nha. Đó, nó máy có dập made in Japan, dập nổi. Vâng, đặc biệt hơn những cái đời màu, những con màu vàng này, nó hay sử dụng cái bộ ghi đông có thể chỉnh được nha các bác. Khi các bác muốn chỉnh cái tay ghi đông này, các bác không cần phải cái nục giác gì cả, vặn tay nó cũng ra thôi nha. Đó, các bác chỉ cần vặn vậy thôi. Đó, các bác xoay đi xoay lại thoải mái nha. Đó, gập lên gập xuống, xoay ngang xoay dọc đều ok hết nha. Đó, khi các bác chỉnh nó chuẩn rồi thì các bác dọn đứng lên rồi chặt nó lại là ok. Vâng, với con Mitsubishi TL con G4 này đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi hết cho các bác. Và giá của nó ngày hôm nay chỉ có 1.350.000 đồng, G4 ngày hôm nay Mitsubishi TL 20 20cc lòng 30 ly ạ. G4 1.350.000 đồng ạ. G5 nhỉnh hơn G4 một chút, nhưng mà đến từ thương hiệu Maruyama nha các bác. Giới thiệu cho các bác con số G6. G5 là một con đến từ thương hiệu Maruyama. KT23 23cc lòng 32 ly. Với phiên bản này thì đang sử dụng chế Guamaro, chế ga ngang, chế một kim tum rời, tum nhôm, bộ côn thông dụng, bộ côn 260 nha. À, cực kỳ đẹp luôn. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác. Vâng, chỉ có 1.450.000 đồng, G5 ngày hôm nay Maruyama phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ.
1.450.000 đồng nha các bác. Vâng, G6 nhỉnh hơn G5 một chút. Khi các bác thích một con máy phân khúc 26cc lòng 30 ly, có trục giật trợ lực bằng cót lớn, các bác họ chọn G6 ngày hôm nay. Giới thiệu cho các bác một con đấy từ thương hiệu Maruyama phân khúc 26cc lòng 30 ly, tình trạng liền nguyên bản, đang sử dụng chế Guamaro, chế ga ngang, chế một kim tum liền, tay có bóc hệ xịn sò cho các bác luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Và giá hôm nay chỉ có 1.700.000 đồng G6 ngày hôm nay, Maruyama phân khúc 26cc lòng 30 ly ạ. Trục giật trợ lực bằng cót kéo đây này, thì các bác chỉ cần kéo nhẹ nhàng thôi nha, bật công tắc lên kéo nhẹ nhàng thôi, đó thả xuống tự khắc nó nổ nha. G6 1.700.000 đồng và Mitsubishi hôm nay rất nhiều nha, phân khúc từ 20, 23, 26, 33 đều có hết nha các bác. Vâng, G7 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly. Vâng, tình trạng con này thì rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Đang sử dụng chế Guamaro, chế ga ngang, chế 2 kim. Và với tất cả những cái đời Mitsubishi đời TL ấy ạ, lúc máy đều dập Made in Japan, dập nổi nha. Đó, tất cả những con này đều có Made in Japan hết. Vâng, con này đang sử dụng bố tum rơi, bố tum nhôm, bố côn 260. Tay ga giữa, công tắc đây, ga đây. Tất cả rin nguyên bản hết cho các bác. Và khi các bác thích những con máy như vậy rồi, nó đẹp như thế vậy rồi, các bác không thích tay này nha, tay 1 nha, tay 1 thì cũng có bác thích, có bác không thích. Đó, các bác có thể lên tay này. Đó, tay gai đôi như thế vậy nha, y chang như con G5 này này. Đó, giá tiền vẫn vậy nha các bác. Vâng, G7 giá của em nó sẽ là 1.750.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ. G7 1.750.000 đồng. Vâng, G8 giới thì các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TBE 27cc. Đây là một trong những cái đời phiên bản đời cao nhất của dòng Mitsubishi nha. 27cc nhưng mà nòng con này là 33 ly nha các bác. Với phiên bản có trục giật trợ lực bằng nồi xoay, chế 2 họng xăng nha. 2 họng xăng, 2 kim chỉnh, đây một kim chỉnh, đây một kim chỉnh. Vâng, con này với thương hiệu này ạ, lốc máy cũng có dập Made in Japan, dập nổi nha. Và đây là một trong những con đời cao nhất của dòng Mitsubishi. Tum liền. Vâng, đặc biệt hơn những con đời cao ấy ạ, nó đang sử dụng bộ tay có hộp xịn sò nha, công tác luôn nhân tay. Có nút tăng chỉnh cái dây ga ở ngay cái tay ga này nha. Đó, cái nút đen này này, các bác vặn ra vặn vào là tăng chỉnh căng rồi của cái dây ga. Double chắn cò rin hết cho các bác. Vâng, và chỉ có 1.950.000 đồng G8 ngày hôm nay, Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 đi ạ. Vâng, G8 1.950.000 đồng ạ. G9 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa ạ. Mitsubishi G9, G10, G11, 12, 13 đều là Mitsubishi hết nha các bác. Mitsubishi TL26 phân khúc 26cc lòng 33 ly. Vâng, với những phiên bản TL26 này cũng được rất nhiều bác đặt mua nha. Đó, khi các bác những cái thương hiệu như Mitsubishi TL26 này bên cửa hàng rất nhiều. Khi các bác đặt mua ấy ạ, mà em báo là anh ơi con này em bán rồi. Đó, các bác có thể kết bạn qua hai số điện thoại Zalo và cho chụp cái hình ảnh cái con này lại và cho yêu cầu một tin nhắn là tôi muốn mua con tương tự nha các bác. Đó, những con tương tự bên đông cơ thể nhìn rất nhiều, TL26 nha các bác. Vâng, với phiên bản chế Guamaro, chế ga ngang, chế 2 kim, tum rời, tum nhôm, đặc biệt hơn phiên bản này, phiên bản đặc biệt nha, có cái lớp nhựa chống nóng ở ngoài. Đó, rất nhiều các bác thích những phiên bản này nha. Đó, đây tum nhôm đây,
có lớp nhựa ngoài chống nóng, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác. Vâng, chỉ có 2.150.000 đồng G9 ngày hôm nay. Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, G9 2.150.000 đồng ạ. Vâng, với những cái thương hiệu Mitsubishi TL ấy ạ, đời cao cấp nhất của dòng Mitsubishi, các bác thích một con hàng hệ phân khúc cỡ trung bình, giá tiền hợp lý, các bác có thể chọn G10 ngày hôm nay. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly với phiên bản chế Guamaro 2 kim tùm điên, tay ghi đông một nha, công tác đây, gà đây. Đó, các bác không thích cái độ ghi đông này ạ, thì các bác có thể yêu cầu những ghi đông đôi. Đó, giá tiền vẫn vậy. Và với những con tùm liền nó rất rất hợp lý nha. Giá chỉ có 1.600.000 đồng. Vâng, 1.600.000 đồng cho con số G10 tùm liền Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ. Cái giá những cái dòng Mitsubishi hàng hệ bên động cơ Thành Định nha, bữa nay giảm giá rất rất nhiều nha. Bình thường như con này á, giá nó dao động tầm khoảng 1.700.000 đến 1.750.000 đồng nha. Bữa nay chỉ có 1.600.000 đồng. Chả thú thật với các bác thì cũng gần Tết rồi. Chả có cửa hàng nào không phải là không có tiền hay là sao đâu ạ, hay là sao đâu ạ. Đó, tóm lại là không muốn gọi là máy phát cỏ về gọi là trưng Tết đâu ạ. Nên là hầu như hôm nào cũng vậy, giảm giá đi một chút để các bác lựa chọn mua cho nó dễ nha các bác. Vâng, chỉ có 1.600.000 đồng G10 nha các bác. Vâng, G11 cũng vậy ạ, Mitsubishi TL26 đẹp xuất sắc, tình trạng rin nguyên bản, sử dụng chế Guamaro 2 kim tum rời tum nhôm. Đó, từ cái lớp sơn rin của nó các bác có thể thấy ạ, cực kỳ đẹp luôn nha. Đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rin hết cho các bác. Và cũng chỉ có giá là 2.150.000 đồng. Vâng, chỉ cần qua năm thôi nha các bác. Em khẳng định với các bác không bao giờ có cái giá này đâu. Có cái dịp Tết, gần Tết rồi còn mấy ngày nữa là nó có cái giá này thôi nha các bác. Vâng, G11 2.150.000 đồng ạ. G11 2.150.000 đồng nha các bác. Vâng, với những bác nào thích hai máy lớn, máy khỏe, phát chuyên nghiệp, phát cày ca, các bác có thể chọn G12 và G13 ngày hôm nay nha. Một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, một con đến từ thương hiệu TB33 nha các bác. Vâng, với các bác có thể nhìn hai con này này có vẻ khác nhau nha, nó chỉ khác cái vỏ thôi các bác ạ. Đó, toàn bộ ruột còn cho tim gan phèo phổi ạ, nó giống nhau hết nhá, từ bộ phận nòng hơi hay là gen các thứ nó giống nhau hết. Vâng, TL33 con số G12 đang sử dụng chế Guamaro, chế ga ngang, chế 2 kim tum rời bố côn 330. Đó, hai cái tum y chang nhau nha. Tum rời bố côn 330, tum côn thông dụng ống cần 26 đi. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rin cho các bác. Vâng, 3.450.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly ạ.
12 3.450.000 đồng nha các bác. Vâng, với những cái thương hiệu máy lớn thế này mà hàng hệ như vậy này, nó nói chung là kể cả cái rất khó khăn nhất cho cái lúc gọi là vừa bình thường ấy nó chắc chả bao giờ giảm giá đâu nha các bác. Tại vì số lượng bữa nay về nó không đủ đáp ứng cho các bác. Rất nhiều bác đặt những con máy lớn phân khúc 33 hay 36 hay 38 và những cái thương hiệu này rất cực hiếm nha các bác. Vâng, G12 3.450.000 đồng. Vâng, cái đời TB ấy, máy móc y chang như đời TL nhưng mà nó sẽ giảm giá đi một chút xíu nha, từ ở cái phân khúc 23 26 về ạ. Một con TL26 nó sẽ đắt tiền hơn một con TB26 nha. Ở TB33 cũng vậy, tuy rằng nó sử dụng chung nhưng mà bao giờ nó cũng giá nó thành nó hợp lý hơn một chút nha. Vâng, G13 là một con Mitsubishi TB33 đó, cái trục giật của nó có dập Made in Japan, dập nổi này. Đó, có trục giật trợ lực nha các bác. Các bác thích máy lớn trục giật trợ lực, nóc máy Mitsubishi dập nổi nha. Và logo thương hiệu Mitsubishi. Đặc biệt hơn, phiên bản này đang sử dụng chế Wamaro chế ga ngang, ne đỏ tự động, chế 2 kim. Cũng sử dụng bố côn 330, tum lớn côn lớn, tay ga giữ, đầu bó chắn cỏ riêng hết cho các bác. 3.350.000 đồng. G13 ngày hôm nay, một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TB33 33cc lòng 36 ly ạ. G13 3.350.000 đồng ạ. Vâng, từ G1 cho đến G13 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt nha các bác. Đó, và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt 20 lít xăng. Vâng, lúc nãy có con Honda 25 đấy, nhưng mà Honda 25 đấy bỏ ạ. Khách lúc nãy thợ nó vừa báo em là nó đặt mua rồi, tưởng nó còn, mà hôm nay duy nhất có một con Honda GX31 nha các bác, nó cũng được xếp vào trong dòng máy lớn. Vâng, Honda GX31 Made in Japan, sản xuất 31cc lòng 38 ly, tình trạng rin nguyên bản. Với phiên bản này cũng sử dụng chế Wamaro nha, chế ga ngang, chế 1 kim. Nó y trong như dòng như kiểu Maruyama ấy ạ. Chế của nó hai thằng ráp vào một. Đang sử dụng bố tum lớn, bố côn 330, tum liền, tum nhôm. Tay ga giữ. Đó, bộ cần của nó cực kỳ đẹp rồi. Đó, các bác thể em soi cái đầu bò của con này này. Qua chất luôn nha, đầu bò ngực trong cuốn cỏ. Honda GX31 UMK431 31cc lòng 38 ly. Và với thương hiệu này nó có giá là 2.400.000 đồng. G15 ngày nay, Honda GX31 31cc lòng 38 ly ạ. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay G15 2.400.000 đồng, xăng riêng nhớt riêng nha, xăng đổ đây, nhớt đổ đây. Và cái mức nhớt sau này các bác muốn thay ạ, cứ để đó, các bác mở cái nắp này ra này, đổ hết nhớt ra, rộng đổ nhớt luôn. Đó, nó vừa cân bằng mép hoặc là dưới một xị gì ạ. Đó, nó như thế này này, đó là vẫn là ok nha các bác. Đó, nó không tràn ra ngoài là ok. Vâng, G15 2.450.000 đồng cho thương hiệu Honda 4 thì nha các bác. Bây giờ vừa báo giá cho bà con nô máy 15 con. Em sẽ nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng. Từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào nó này, chưa chọn được, chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và ra hàng nha các bác. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.